À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. À, thì trước mặt tất cả các bác đây chính là một cặp dây loa và cặp dây tín hiệu. À, tất cả đều mang tên thương hiệu của Acophay, một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Nhật Bản. À, dòng này thì hiện tại là bên em không có về được hàng số lượng nhiều đâu. À, nên là bác nào đang có nhu cầu muốn cải thiện chất âm cũng như là bộ dàn âm thanh nhà mình, một bộ dây loa chất lượng đạt tiêu chuẩn âm thanh, thì các bác lên tham khảo trong cái video ngày hôm nay nhá. Đấy. Rồi, thì trước tiên thì em sẽ giới thiệu các bác về cái cặp dây AV. Đây, đây chính là một cặp dây AV Acophay nhá. Đây, dòng này thì nó là hình như nó bán kỷ niệm 35 năm. Đấy, cặp này là của một bác khách ở ngoài Hà Nội, bác có gửi vào cho em nha. À, do bác ấy nhơ có nhu cầu bác nâng cấp. Đấy, trước ấy, bác ấy mua là cặp này là hơn 5 triệu đồng một cặp dây tín hiệu Acophay này. Thì một cặp nha. Đấy, thì hôm nay bác đang nhờ bên em bán lại chỉ có 2 triệu 9 thôi. Đấy, thì bác gửi vào là hai cặp. Đấy, dây thì đây em sẽ quay chi tiết cho tất cả các bác xem. Đây, đấy, đây. À, các bác nhìn đây. Đấy, nó là dòng dây tín hiệu Acophay này. Đấy, dòng này của nó hình như là bán kỷ niệm 35 năm nha. Đây các bác nhìn đây, bán kỷ niệm 35 năm thành lập hãng này. Và trên đầu rắc của nó đây các bác nhìn đây, đây chính là cục lọc nhiễu của nó. Tất cả đều mang tên thương hiệu này. Đây các bác nhìn này. Tất cả đều mang tên thương hiệu này, Made in Japan này, các bác nhìn chưa? Đó. Dây này thì là hàng nguyên bản về thôi. Cái là bác ấy xài cũng khá lâu rồi nên là nó cũng hơi cũ. Thì bác đang nhờ bên em bán hộ cặp này, nó chỉ có 2 triệu 900 ngàn một cặp thôi nha. Đầu rắc đây. Đây, em sẽ quay cho các bác xem cái đầu rắc của nó nha. Đây, đầu rắc của nó này. Đây, đây các bác nhìn chưa? Tất cả đều mang tên thương hiệu của Acophay này, các bác nhìn chưa? Đó. Rất là đẹp rồi. À, đầu rắc này thì nó cũng khá là ngả màu rồi, bởi vì cặp này bác xài tương đối là lâu, nhưng mà cái chất lượng âm thanh của nó thì nó không hề suy hao đi đâu, bởi vì bác ấy hiện tại bác ấy nâng cấp lên chọn bộ những dòng đời cao hơn, chứ bác không xài những dòng như này nữa. Đấy, cặp này thì hiện tại đây giá là 2 triệu 9 một cặp nha. Đấy, các bác nhìn ra đầu rắc đến thân dây của nó đây. Đấy, đầu rắc của nó đây này, Acophay này, các bác nhìn ra đó. Trước là bác ấy mua là 5 triệu mấy một cặp ấy, em nhớ không nhầm, bác báo là 5 triệu 6 gì đấy ở ngoài Hà Nội. Thì bác hôm nay bác nhờ đang bán là 2 triệu 9. Thì bác là lấy hai cặp thì bác sẽ tính là 2 triệu 8 một cặp nha. Đấy, giá là giá một cặp nha các bác, nên các bác phải lưu ý giúp em nha. Đó, dài 1 mét. Đấy, riêng dòng này thì cũng khá là ổn đấy, bác lo dòng bản lệ kỷ niệm 35 năm. Chất âm cũng tương đối là hay. Đấy, mà với được một cái giá thành nó chỉ có 2 triệu 900 ngàn như này. Đấy, thì là giá quá là tốt rồi. Nên bác là có nhu cầu thì nhanh tay nha. Rồi, kế đến này, trước mặt tôi các bác đây chính là cái cặp dây loa Acophay Superion. Hàng bên em về thì nó sẽ đầy đủ bao bì như này. Đấy, dây là dây nguyên bản, mỗi vế 2,5 mét nha. Nó là cự ly tiêu chuẩn rồi. Và cái dòng này thì hiện tại đấy, bên em về là những hàng gần như gọi là siêu lướt rồi. Dây còn rất là đẹp nha các bác. Đấy, các bác có thể tham khảo này. Đây, em đã quay gần cho các bác xem này. Đây, các bác nhìn này, từ thân dây rồi này. Đấy, thân dây này, đấy, các bác nhìn chưa? Nó là dòng dây Acophay Superion Copper này. Đấy, hàng của Made in Japan nha. Đầu rắc của nó cũng thế. Đầu rắc là sử dụng đây. Để quay các bác xem. Đây, đầu rắc của nó là sử dụng đây, các bác nhìn chưa? Tất cả đều mang tên thương hiệu là Acophay này. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy, tất cả đều mang tên thương hiệu của Acophay. Đấy, hàng của Made in Japan nha. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy. Đầu rắc thì 100% là mạ vàng công nghiệp 24K nha các bác. Đấy, các bác nhìn chưa? Và cái dòng này thì lõi dây của nó sử dụng là lõi dây đồng nguyên chất và được lõi là lõi 5.0 ly. Mỗi vế là 2,5 mét là một cặp như này đây. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? À, trên này thì đây chính là cái cục lọc nhiễu của nó này. Thực ra cái dòng này em quay cũng tương đối là nhiều rồi. Đấy. À, em quay cũng tương đối là nhiều rồi nha. Đấy, cái là bác nào mà chưa biết cái sản phẩm này thì thôi em sẽ tháo ra em quay lại cho các bác xem này. Đây. À, em tháo ra em quay cho các bác xem nha. À, đó, à, Acophay này, Made in Japan này, các bác nhìn chưa? Dây rất là đẹp, hàng chính hãng về cho tất cả bác chơi nha. Các bác yên tâm. À, dây đẹp, các bác nhìn được cục lọc của nó này, gần như nó không có mấy, không có cái vết chảy xước ở đâu. À, các bác nhìn chưa? Đầu rắc cũng vậy, còn rất là đẹp, tương đối là mới cặp này. Riêng dòng này thì cái dàn âm thanh nhà bác Lào mà đang phối ghép với lại Acophay với lại Tannoy đánh bộ này cực kỳ là hay nha. Tiếng bass nó xuống rất là sâu. Các bác nghe, các bác cảm nhận nó có độ tĩnh nhất định nha. Đấy, đều ba giải. Chép thì nó có độ trong. Tiếng ca sĩ nó nghe nó thanh thoát. Còn cái phần trung âm hay là cái phần tiếng bát, đấy, giải trung, giải trầm của nó ra, tiếng nó rất là tách bạch. Cái độ chi tiết nó rất là cao. Đấy. Và một cái cặp dây loa Acophay Superion như này
thì giá hiện tại bên em đang bán các bác mức giá là 9.600.000 một cặp nha. Đấy, hàng này là hàng siêu lướt, còn những hàng cũ thì bình thường là giá nó tầm trên 7 triệu. Nếu bác là lấy hàng cũ thì có thể alo cho em nha. Còn đa số thì hàng lướt như này thì giá nó rất là đẹp rồi. Đấy, 9.600.000 nha. Đó. Bác nhìn ra, mỗi vế là dài 2,5 m. Cặp này thì cũng lâu lắm rồi, hôm nay em mới về được cái cặp đẹp như thế này. Đa số thì lần trước rồi về mới lỗng có kèm theo là có cả những cái dòng mà kiểu dạng như là bên đấy người ta xài rồi. Đấy, còn hàng xài rồi và hàng lướt nó khác nhau hoàn toàn nha các bác. Ví dụ như hàng lướt của nó như này là hàng ở trưng bày ở những showroom. Còn nếu mà hàng đã xài rồi là bên đó nước ngoài đó là người ta đã xài rồi, đã qua sử dụng rồi thì nó sẽ cũ hơn. Đấy, như đợt trước em về thì nó giá tường tầm 7.200.000 á một cặp, là hàng đã qua sử dụng rồi. Đấy, còn cặp này là cặp chưa qua sử dụng. Đấy, hàng rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn chưa? Em vừa quay cho các bác tất cả này, thân dây đầu rắc đây. Các bác nhìn chưa? Đấy, đây là cục lọc nhiễu của nó này. Đấy. À, cục phê made in Japan này. Đấy, đầu rắc của nó đây này, các bác nhìn chưa? Đấy, còn rất là đẹp nha. Các bác nhìn chưa? Đấy, không thì thể chê được cái cặp dây loa quá hoàn hảo như vậy. Thì hôm nay em về được cái dòng sản phẩm chủ yếu là cái dòng dây loa này thôi. Còn cái cặp này là cặp AV, là khách nhà nâng cấp, bác nào có nhu cầu thì cứ alo em nha. Đấy, 2.8 à 2.9 cặp. Đấy, cặp này là 9.600.000. Được. Thì hôm nay em về được những cái dòng sản phẩm như này thì bác nào có nhu cầu có thể alo trực tiếp cho em Huy Cường Audio qua số điện thoại 0775 264 888. Bên em sẽ gửi hàng và miễn phí vận chuyển cho tất cả các bác nhé. Rồi, sau cùng em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.